Xin chào tất cả các anh các chú ạ. Hôm nay nhà em tiếp tục lên video giới thiệu cho tất cả các bác một số mặt hàng bên em mới về đây. Các cái đồ tháo máy nha các bác. Hôm nay có rất là nhiều luôn này. Có cả xi lanh, bánh xe. Trên video thì em có đánh số thứ tự và giá tiền cho từng mã hàng rồi. Các bác nào có nhu cầu mua mẫu nào thì alo hoặc là nhắn tin trực tiếp cho em theo số điện thoại em có ghim sẵn ở dưới phần mô tả của video nhé. Shop Long Hợi 0975275636 hoặc số điện thoại bên dưới là 0942453417. Địa chỉ của em ở Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội, có ship hàng toàn quốc. Bác nào ở gần thì mời các bác qua địa chỉ cửa hàng xem mua trực tiếp ạ. Ở trên video nếu em quay chưa được rõ, được chi tiết mẫu nào, các bác có cần xem lại cái mẫu số nào thì mình cứ inbox trực tiếp Zalo, báo mã số rồi em chụp ảnh lại cho các bác coi nhé. Rồi bây giờ đầu tiên sẽ là mẫu số 1 ạ. À, em cũng xin báo luôn ạ, những đơn hàng mà dưới 5kg thì tiền ship toàn quốc sẽ là 30.000. Còn từ 5kg đến 10kg quay đầu tiền ship sẽ là đồng giá 50.000. Đây là tiền ship bên em đang tính đồng giá theo cân nặng, không tính theo địa chỉ nha các bác. Đây là mẫu số 1 này. Cái này của nó là cái tay nắm cửa các bác. Cái này nó bằng nhôm nha. Đây em thử lâm châm không hút này. Nhôm hay inox đây. Kích thước của nó ạ, bản ngang của nó là 5cm, chiều dài là 11cm. Cái này thì sẽ bán là 15.000 một chiếc nha các bác. Cái này thì đang có khoảng tầm 40 cái. Mẫu số 2. Số 2 là cái mẫu xi lanh hơi này. Này của nó sẽ là xi lanh hơi hàng Nhật bãi, hàng chưa qua sử dụng nha các bác. Nó còn nguyên như này. Bọn này các bác quan sát này, nó sẽ còn nguyên cái phần nắp bịt của cái đầu gen hơi ấy. Thông số thì nó sẽ có trên cái tem của cái từng xi lanh hơi rồi. Mẫu này của nó thông số là 30 x 50, tức hành trình của nó sẽ được là 5cm ạ. Em phần ti hơi này. Phần ti hơi bên trong đo được là 14 nha các bác. Lần này thì em sẽ bán theo combo. Đây, nó phải bỏ cái đầu nắp này ra này các bác, thì nó mới cái kéo cái phần ti hơi lên nó mới dễ được. Nó có cái phần nắp bịt đây này, kéo rất là khó luôn nha. Các cái phần gen này của nó sẽ là hàng thông dụng, các bác có thể mua ở tất cả các cái cửa hàng đồ điện được nha các bác. Nó không phải hàng đặc biệt đâu. Nó là hàng mới nên nó sẽ không có cái phần van, đầu van này nha các bác. Cái này em sẽ bán theo combo, một bộ là 4 cái, có giá là 100.000. Thông số là 30 x 50 nha các bác. Một số mẫu thì nó sẽ bị mất túi bóng rồi, còn một số mẫu thì nó sẽ còn nguyên cái túi bóng như này. Cái này hàng bãi nhưng mà chưa qua sử dụng, hàng Nhật nha các bác. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu số 3. Số 3 là cái mẫu bên trên này đây ạ. Mẫu này thông số của em là 25 x 100. Tức hành trình của nó sẽ được là 10cm nha các bác. Đây cái phiếu của nó này. Cũng là hàng mới chưa qua sử dụng đâu ạ. Mẫu này thì phần ti hơi bên trong đo được là phim 12. Đây, bác là hành trình cần hành trình 10cm thì mình chốt qua mẫu này nhé. Mẫu số 3 này cũng sẽ bán theo combo này. Một bộ là các bác sẽ có 4 chiếc như này. Sẽ có giá là 100.000. Giá rất là rẻ luôn các bác. Cái lô này em nhập được giá rẻ nên là cũng bán giá rẻ cho các bác luôn. Rồi tiếp theo là mẫu số 4. Cũng là một mẫu xi lanh hơi tiếp này. Mẫu này có thông số là 30 x 75. Cái hành trình của nó sẽ được là 7,5cm ạ. Mẫu này thì phần ti hơi đo được là phi 14. Đây, vẫn còn nguyên nắp bình này các bác. Đây, có vài mẫu là còn túi nhá. Cái túi là cái hàng nào mà túi nó bị rách, bị hỏng ấy thì em sẽ khui ra như này để nó không có túi luôn. Cái nào mà còn đẹp đẹp như này thì sẽ để còn túi nhá. Còn đâu bao cho các bác là đều là hàng mới, hàng chưa qua sử dụng. Đây, thông số có trên tem này, phi 30, hành trình 75. Mẫu số 4 này có giá là 100.000, là các bác sẽ có 3 chiếc. Tính ra là có tầm 33.000 một chiếc thôi. Giá rất là rẻ mà các bác lại được mua cả hàng mới. Tiếp theo là mẫu số 5. Số 5 là cái này. Cũng là combo xi lanh hơi ạ. Mẫu này có thông số là phi 20, hành trình 50. Loại nhỏ ấy các bác. Mẫu này thì phần ti hơi bên trong này, để đem đo được là 10 ly nha các bác. À, cũng là hàng mới chưa qua sử dụng đâu ạ. Nó có cái tờ giấy này các bác. Cái này chắc là tờ giấy hướng dẫn hay là tờ giấy gì ấy. Đây này. Này nó lẫn vài cái vào đây thôi. Đấy. Cái nào mà kiểu còn túi bóng ấy thì nó sẽ có cái giấy bên trong. Còn cái nào bị mất túi bóng thì nó không có giấy đâu các bác. Mẫu số 5 này có giá là 100.000, là các bác sẽ có 7 chiếc nhé. Nguyên toàn bộ là hàng mới luôn đấy ạ. Hàng chưa qua sử dụng. Rồi tiếp theo là mẫu số 6. Mẫu 6 là mấy cái tay nắm cửa này các bác. Cái này bằng inox nha. Đây bằng inox đấy ạ. Đây nguyên như này luôn.
Mẫu này kích thước bản rộng là 9cm, chiều dài đo được là 13,5cm. Mẫu này thì hiện tại em bán theo combo luôn nhá. Xem có bao nhiêu cái nào. 2, 4, 5. Có 8 cái các bác. Mẫu này có 8 cái, có giá là 120.000 tất cả luôn nhá. Cái này có ít nên em sẽ bán theo bộ luôn, không bán lẻ. Tiếp theo là mẫu số 7. Số 7 là combo mấy cái chân đế này. Cái này của nó bằng sắt đấy ạ. Đây. Nó sẽ có cái phần ren này các bác, vặn ra được nha. Mẫu này phần trục đo được là 10 ly. Đây, đường kính cái phần mặt bích bên dưới này, ở đây em đo được là 64. Mẫu này tổng chiều cao đo được khoảng 85 nha các bác. Tổng chiều cao của nó khoảng 85. Cái này thì em sẽ bán theo combo, một bộ các bác sẽ có 10 chiếc, có giá là 150.000. Bằng sắt nha các bác. Toàn bộ cho này bằng sắt hết này. Cái mẫu này thì hiện tại chắc đang có tầm khoảng 3 bộ. Rồi tiếp theo đây là mẫu số 8. Số 8 là bánh xe nha các bác. Đây các bác. Bánh xe còn rất là mới luôn, không biết là hàng đã qua sử dụng chưa. Nhưng mà tính là hàng bãi nhá. Đây cái phần đường gân ở giữa bánh này các bác, nó vẫn còn luôn này. Mẫu này độ dày ở đây của bánh em đo được là 22 này. Và nó gần 22 đâu các bác, chưa được 22 đâu. Mẫu này đường kính bên ngoài đo được là 50. Bên trên nó sẽ có cái trục bi này. Cái này của nó như là ốc của ốc 12 ấy. À đúng rồi, ốc 12. Cái này là hàng thông dụng nha các bác. Các bác có thể mua các cái con ốc Eco ấy ở ngoài các cửa hàng bình thường nha. Nó hàng thông dụng không phải hàng đặc biệt đâu. Cái này thì sẽ có là một bộ 4 bánh, có giá là 40.000 một bộ nha các bác. Tính ra là 10.000 một chiếc đấy. Mẫu số 8. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 9. Số 9 là mấy cái này. Cái này không biết là cái gì đây. Bên đây nó, bên sườn đây nó có một cái tay nắm này các bác. Nó quay theo một chiều được thôi, em quay ngược lại là không thấy nó quay được. Trên đây nó có một cái tem này, nó ghi là AC 110V này. Ở đây cái này có tem rõ hơn này. Tem này AC là 110V, bên dưới là AC 100V nha các bác. 50 gạch chéo 60Hz này. Đây, mỗi cái nó đều sẽ có cái phần tay nắm quay tròn như này được. Nhưng nó chỉ quay được một chiều thôi, quay chiều ngược lại là thấy nó cứng, nó không quay được nha các bác. Cái này bằng nhựa này không biết là cái gì. Bác nào biết là cái gì mình bình luận vào dưới phần video để cho em và các bác chưa biết có thể biết thêm nhé. Mẫu này thì em sẽ bán theo combo 100.000 là 5 cái, tính ra là 20.000 một chiếc ạ. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu số 10. Số 10 là mấy cái bánh buli đấy. Này buli bằng sắt nha các bác. Mẫu này phần lỗ trục bên trong này, ở đây em đo được là 15. Phần rãnh buli đo được là 15 luôn ạ. Mẫu này đường kính bên ngoài đo được là 80 là mấy đây? 86. Mẫu số 10 này của em có giá là 30.000 một chiếc nha các bác. Đây có nguyên một rổ luôn. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 11. 11 là mẫu này. Này là combo các cái kiểu công tắc nhấn hay công tắc khẩn cấp gì đây các bác. Mẫu này của nó là hàng Hàn Quốc nha, Made in Korea. Đây nó có một cái tem ở đây này. Made in Korea nha. Mẫu này thông số điện của nó là 6A 250V. Dây điện thì nó đã cắt rồi, nhưng ốc của này vẫn còn nguyên đầy đủ cho các bác nhé. Đây, hàng cắt tủ, hàng tháo máy. Đây là mẫu số 11, có giá là 30.000 một chiếc. Mẫu này các bác nào mua 10 chiếc là bên em miễn ship luôn nhé. Tiếp theo là mẫu 12. Đây, 12 này, bác nào mà thích cái dây trượt ngắn thì mình chốt liền này. Mẫu này của nó là dây rất là đẹp nha. Mẫu này của nó là bản dây 15 này. Chiều nghiêng của dây ở đây em đo được là mười mấy đây. Này nó đang ở giữa 12 và 13 các bác. Mẫu này bản rộng của bi đo được là 34. Chiều dài của bi này em đo được là 54. Chiều dài phần dây đo được là 28cm nha các bác. Mẫu này của nó là dây THK luôn nha. Đây các bác có nhìn được không? Dây THK nhá. Dây bi trơn trượt này. Mẫu này thì em sẽ bán theo cặp. Một bộ là các bác sẽ có là 2 dây, 2 bi như này. Có giá là 100.000 thôi. Giá rất là rẻ nha các bác. Mẫu này thì có ít thôi, không có nhiều đâu ạ. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 13. 13 là mẫu xi lanh hơi ạ. Đây. Mẫu này bên trên này, nó sẽ có 4 cái trục tròn như này các bác. Nó đẩy theo cái phần xi lanh hơi luôn nhá. Để cái phần ti hơi này nó được cứng cáp nhá. Mẫu này thông số trên đây là thông số là 25 x 125. Cái hành trình của nó sẽ được là 12,5cm. Đây kích thước phần ti hơi này đo được là 10 ly, phần trục tròn của nó là 8 ly ạ. Mẫu này thì hàng Made in Korea, hàng Hàn Quốc. Đầu van ống của nó sẽ là ống 4. Tất cả đầu van ống của nó vẫn còn nguyên nha các bác. Cái này chắc là khi em gửi hàng em sẽ phải tháo cái đầu van này ra nè các bác. Để
để gửi cho nó an toàn, nên không có sợ là trong quá trình vận chuyển nó bị gãy mất thì uổng quá. Mẫu này là mẫu số 13, có giá là 150.000 một chiếc. Mẫu này các bác nào mua 10 chiếc thì bên em chuyển khoản là được miễn ship nha các bác. Đây, mẫu số 13 này. Cái này thì em chỉ lấy mẫu một chiếc sao thôi. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 14. 14 là combo mấy cái nhá. Bánh răng này các bác. Bánh răng nhỏ này, bên trong này nó có vòng bi ấy. Nhưng mà không nhìn được cái mã vòng bi các bác. Mẫu này phần lỗ trục của nó này là 10 ly. Độ dày phần bánh răng đo được là 7 ly ạ. Mẫu này thì đường kính bên ngoài đo được là 41. Mẫu số 14 này, nguyên combo trong rổ này, rất là nhiều nha. Có giá là 100.000 tất cả luôn. Tiếp theo là mẫu 15. 15 là một combo bi này, này như là có mấy hai loại ra. Mẫu này của nó là mã là 6005 này, thì phần lỗ trục của nó sẽ là 25 nha các bác. Có cái này lỗ nhỏ này. Cái này lỗ của nó là 22. Combo trong rổ mẫu số 15, combo bi đi. Có giá là 100.000 tất cả luôn ạ. Tiếp theo là mẫu 16. 16 là bộ bi trục tròn nha các bác. Cái này của nó là trục tròn phi 12. Đây. Bốn góc của bi nó sẽ có bốn cái lỗ tròn ren ấy để các bác bắt vào máy nhá. Chuẩn lỗ 12 luôn nha các bác. Mẫu này bản phần đế đo được là 42. Chiều dài này là 7 cm. Cái này thì em sẽ bán theo bộ nha các bác. Một bộ là các bác sẽ có hai chiếc như này. Đấy, mẫu số 16 có giá là 80.000 hai cái. Mẫu này các bác nào mua nhiều thì bên em miễn ship nhá. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 17. Đây 17 là cái mẫu này các bác. Này của nó là ổ cắm điện. Cái này nguyên là hàng mới luôn các bác. Mẫu này là mẫu mới nhưng mà nó không có dây nhá. Đây để em phui ra các bác. Mẫu này nó bị mất bọc các bác, mất cái túi bảo vệ rồi. Này em quấn bằng cái màng bọc thực phẩm đấy. Để cho nó tránh bụi, không để ở kho như em nó bụi lắm. Cái này là hàng ổ cắm chân tròn nha các bác. Đây. Toàn bộ nó sẽ là ổ cắm chân tròn. Đây nó sẽ có là 6 ổ cắm này. Và trên đầu sẽ có một công tắc đèn báo như này. Mẫu này thông số của nó là bao nhiêu đây? Thông số là 10A 250V, hàng nội địa Hàn Quốc nha các bác. Thì nó sẽ là toàn chân tròn, nó không có chân dẹt đâu. Đây cái phần chân rắc cắm của nó là các bác. Mới nhá, hàng chưa qua sử dụng đâu ạ. Cái này thì em sẽ bán giá là mẫu số 17, có giá là 100.000 một chiếc. Mẫu này các bác nào mua 10 chiếc chuyển khoản bên em miễn ship nhé. Tiếp theo đây là mẫu 18 này. 18 là cái bộ gì đây? Đây nó sẽ có ba cái mặt đồng hồ bên trên này. Đây cái phần tem này của nó này các bác, nó ghi là 220V. Ở đây nó sẽ có bốn cái này, giống như kiểu cái dơ le nữa. Đấy. Trên đây nó cũng có cái tem này. Các bác có cần xem lại tem của cái mẫu số 18 này thì mình inbox trực tiếp Zalo. Xong rồi để em chụp ảnh lại cho các bác coi nhá. Bên dưới nó sẽ có cái phần đế là khung nhôm này. Đây là mẫu số 18 này, có giá là 300.000. Đây, 300.000 một bộ như này nha các bác. Mẫu này thì em đang có hai bộ này. Đấy, hai bộ giống y như nhau cùng một loại luôn ạ. Tiếp theo đây là mẫu 19. 19 là mẫu con lăn. Này là con lăn nó tháo ở cái máy băng tải ra các bác. Bên ngoài của nó bằng nhựa nha, bên trong của nó sẽ có trục bi này bằng sắt. Cái này mã bi của nó là 6003. Phần trục này, phần trục đem đo được là 17. Đường kính phần thân con lăn đo được là 47 nha các bác. Và chiều dài phần thân của nó là 72. Mẫu này thì có giá là 50.000 một chiếc. Hàng rất là mới và đẹp nha các bác. Phần bi trục bên trong thì nó quay trơn tru, không có bị dơ lắc gì đâu. Mẫu này các bác nào mua 10 chiếc là bên em miễn ship luôn nhá. Tiếp theo là mẫu 20. 20 là cái bộ này. Này đúng mới gọi là cái gì ta. Đây, nó là cái bộ chân ấy, nó di chuyển bằng cái phần bánh răng này. Mẫu này phần trục của đem đo được là 15 nha các bác. Phần trục chính của nó là 25. Kích thước này, mẫu này mặt bích của nó là vuông 9 cm. Tổng chiều cao từ dưới đất đo lên được khoảng tầm 18 cm ạ. Mẫu số 20 này có giá là 180.000 một chiếc. Mẫu này em có một cái thôi. Tiếp theo đây là mẫu 21. 21 mẫu này đang có 4 chiếc này. Này nó bằng sắt nha các bác. Mẫu này phần lỗ trục của đem đo được là 30. Độ dày phần sắt này ở đây em đo là nó gần 8 ly các bác. Mẫu này đường kính của nó là được 16 cm. Mẫu số 21 này. Đây 21 này của em thì có giá là 50.000 một chiếc nha các bác. Em đang có 4 cái đây. Giờ tiếp theo chuyển qua mẫu 22. 22 là mấy cái vòng sắt này các bác. Đây vòng đây, độ dày của nó em đo trước nhá. Mẫu này độ dày đo được là 6 ly.
Đường kính bên trong này là được 12 cm, đường kính bên ngoài là 16,5 cm ạ. Mẫu số 22 này em sẽ bán theo combo nhá, là 50.000 5 cái, tính ra là 10.000 một chiếc. Tiếp theo là mẫu 23. 23 là mẫu xi lanh các bác. Này của nó kiểu xi lanh bàn đẩy ấy. Đây, đầu van ống của nó sẽ là van ống 4 nhá. Mẫu này hàng Make in Japan luôn đấy các bác, hàng SMC này. Đây các bác xem cái tem của nó này. Hàng rất là mới luôn. Mẫu này hành trình của nó là 3 cm. Và cái phần ti hơi của nó này các bác, nó rất là to luôn, nó to gần bằng cái phần thân bên ngoài của nó nha. Đây phần mặt bích của nó này. Mẫu này phần mặt bích bên ngoài của nó là vuông 12 cm. Đây là mẫu số 23 này, có giá là 200.000 một chiếc. Mẫu này thì em đang kho đang có là 10 cái. Tiếp theo chuyển qua mẫu 24. 24 là mẫu con lăn nhôm này các bác. Tháo ở máy băng tải ra nha. Đây, nó sẽ có một cái phần lỗ chụp này. Mẫu này phần lỗ chụp đo được là 15. Trên phần thân sẽ có một cái đường rãnh như này. Mẫu này đường kính phần thân con lăn là 94. Chiều dài của nó này là 76. Mẫu này thì có giá là 200.000 một chiếc. 200.000 một cái nha các bác. Mẫu này em đang có 2 cái đây. Con lăn bằng nhôm đấy ạ. Tiếp theo đây là mẫu 25. 25 và 26 nó là một mẫu con lăn nó tháo ở trên cái máy băng tải. Và nó tháo cùng một máy ra nha các bác. Một đầu thì nó sẽ có một cái này, một đầu nó sẽ có cái này. Bác nào mà chế băng tải thì mình chốt nhá. Hoặc là bác nào mà kiểu đây, chế bàn xoay mình chốt 26 luôn. Cái này bằng nhôm, phần lỗ trục bên trong của nó là 15 nha các bác. Chuẩn 15 luôn ạ. Mẫu này thì đường kính bên ngoài đo được là 85. Chiều cao phần thân con lăn là 72. Rất là đẹp luôn. Mẫu này là hàng Hàn Quốc nha các bác. Mẫu số 25 này có giá là 200.000 một chiếc. Đối với cái mẫu 25 và 26 các bác mua 3 chiếc chuyển khoản miễn ship nhá. Đây mẫu 26 đây. Mẫu 26 nó sẽ có cái phần trục bi xoay bên trong này các bác. Kích thước phần con lăn thì nó sẽ giống như mẫu 25. Mẫu này đường kính bên ngoài đo được là 85, chiều cao của nó này. Chiều cao của nó là 72. Đây, con lăn băng tải nha các bác. Mẫu số 26 có giá là 200.000 một chiếc. Mẫu này các bác nào mua 3 chiếc chuyển khoản cũng được miễn ship nhá. Mẫu này các bác đã có thể chế cả bàn xoay nữa. Em thấy có bác chế cả bàn xoay cái này nữa này. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 27. 27 đâu rồi? À đây, 27 là cặp bi nha các bác. Này của nó là cặp bi trục tròn, lỗ trục của nó là 30 này các bác. Bên dưới này, bốn góc nó sẽ có bốn cái lỗ gen ấy để các bác bắt ốc nhá. Mẫu này phần đế bản rộng là 7,5 cm, chiều dài phần đế là 7 cm. Mẫu số 27 này, một bộ là các bác sẽ có 2 chiếc như này, có giá là 150.000. Tiếp theo đây là mẫu 28. 28 nó có 3 cái mặt đồng hồ này các bác. Tokyo này, logo thương hiệu. Đây, này biết là đo cái gì đây. Mẫu này đường kính của nó là 10 cm. Mẫu này thì em sẽ có 3 chiếc nha các bác. Đang có 3 chiếc. Số 28 này, combo 3 cái, 150.000. Tiếp theo là mẫu 29. 29 là mẫu xi lanh hơi 2 chiều các bác. Đây, mẫu này thì đầu van ống của nó sẽ là van ống 6. Tất cả đầu van ống của nó vẫn còn nguyên, không hề có bị thiếu nha. Đây, phần ti hơi của nó này. Mẫu này phần ti hơi đo được là phi 20. Trên đầu sẽ có một cái phần khớp như này. Đây, xi lanh kiểu 2 chiều, nó đẩy ra hai bên như này nha các bác. Số 29 này của em có giá là 120.000. Mẫu này phần ti hơi bên trong này, nó xoay được nha các bác. Nó xoay tròn được. Đây, thông số của mẫu này là phi 50, hành trình 20. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 30. Đây 30 là cái mẫu buli này. Buli bánh răng này. Đây 30 đây nha các bác. Dầu mỡ quá nên là dán cái tem nó không dính. Nó có một cái phần nắp bên trên này. Đấy. Đây, cái phần buli rất là to nha các bác. To, nó bằng sắt đấy ạ. Mẫu này chiều cao của nó đo được là 70. Đường kính đo được là 94. Đấy. Đây là mẫu số 30 nha các bác. Số này thì em đang có là 50.000 một chiếc. Mẫu này thì kho đang có 10 chiếc. Tiếp theo là mẫu 31. 31 là cặp bi gối này các bác. Cái này phần khung bên ngoài của nó sẽ là khung sắt nha. Đây, cái này mã bi của nó là 6005. Phần lỗ trục của nó sẽ là 25 nha các bác. Đây, phần lỗ trục của nó sẽ là 25. Kích thước này. Mẫu này kích thước mặt sau của nó em đo trước nhé. Mặt sau bàn rộng là 7 cm, mặt trước là 7,5 cm và chiều cao của nó là 7 cm. Mẫu này thì em sẽ bán theo bộ này. Một bộ các bác sẽ có 2 chiếc, có giá là 100.000. Mẫu này đang có 2 bộ. Tiếp theo là 32. 32 là cái bộ buli này. Này bằng nhôm nha các bác. Bên trong của nó sẽ có trục bi. Ở đây phần thân ngoài của nó cũng bằng nhôm luôn. Nó màu vàng thôi nhưng nó bằng nhôm, không phải bằng đồng nữa. Nó sẽ có một cái thước lá như này.
Thước lá đây chắc là bằng nhôm này. Con này đường kính ở đây em đo được là 12 cm nhá. Phần khung của nó chiều cao là 34,5 cm, bản rộng là 4 cm. Mẫu số 32 này, có giá là 200.000 một chiếc nha này. Đấy. Phần trục bi quay trơn tru nha các bác. Ba cái này nó không phải liền vào với nhau đâu, mà nó sẽ rời từng cái ra như này nha các bác. Đây. Một cái quay này, hai cái dừng này. Đấy. Mẫu số 2, mẫu số 32, 200.000 một chiếc nha này. Tiếp theo là mẫu 33. 33 là mẫu này nó giống như kiểu xi lanh như các bác. Giống như kiểu xi lanh bàn trượt ấy. Con này phần thân bên dưới của nó sẽ là thân bằng nhôm nha. Kích thước phần bên dưới này, bản rộng là 3,2 cm, tổng chiều dài là 51 cm. Đây. Nó sẽ có cái đầu dây cảm biến ở đây này các bác, nhưng nó bị cắt cắt cái phần dây rồi. Mẫu số 33 này. Ui nó còn nước bên trong. Có giá là 100.000 một chiếc nha các bác. Mẫu 33 thì giá là 100.000 một chiếc. Hiện tại thì em đang có 4 cái nha các bác. Tiếp theo là mẫu 34. 34 là cái mẫu con lăn bằng sắt này các bác. Cái này con lăn kiểu con lăn đôi ấy, nhưng mà hai bên nó sẽ có trục bi và nó riêng biệt hàng nha các bác. Con này đường kính con lăn là được 34. Chiều dài của một con lăn này là 23 cm nha các bác. Đây là một con lăn là 23 cm nha. Mẫu số 34 này có giá là 80.000 một chiếc nha này. Mẫu này em có một chiếc này thôi. Tiếp theo là mẫu 35. 35 là mẫu xi lanh hơi. Con này là hàng cũng là hàng Nhật các bác, hàng mới chưa qua sử dụng nhá. Thông số của nó là 50 x 50 này. Tờ hành trình của nó sẽ được là 5 cm. Phần ti hơi là phi 20. Bên dưới nó sẽ có cái phần chân đế này, đế bằng nhôm ấy các bác. Bốn góc sẽ có bốn cái trục tròn. Mẫu số 35 có giá là 100.000 một chiếc nha các bác. Còn đây là mẫu 36. 36 thì nó kích thước nó cũng giống như 35 thôi. Thông số là phi 50, hành trình 50. Nó khác cái phần chân đế thôi các bác. Phần ti hơ của nó cũng là phi 20 nhá. Mẫu số 36 có giá là 100.000 một cái. Rồi tiếp theo là 37. 37 là cái mẫu van lọc này các bác. Make in Japan này các bác. Mà nó còn chữ make in, chữ Japan nó đúng cái chỗ đấy bị rách luôn. Mẫu này thì đầu van ống này của nó sẽ là ống mấy đây mà to này. Ống 10 các bác, này ống 10 nhá. Đằng sau nó sẽ có hai cái phần kê góc để các bác bắt vào máy như này. Mẫu số 37 có giá là 100.000 này. Đây. To nha các bác, không phải hàng nhỏ đâu. Tiếp theo đây là mẫu 38. 38 là một cái khung nhôm. Này của nó là nhôm liền đó các bác. Liền một khối luôn và nó sẽ là nhôm dày nha các bác, không phải là nhôm mỏng đâu. Cái này bác nào mua hàng nhận hàng thì đảm bảo là ưng ý luôn. Đây, phần đế này, mẫu này bản rộng là được 12 cm. Tổng chiều dài của nó là 71 cm nha các bác. Số 38 em có giá là 350.000 một cái. Mẫu này em đang có tầm 3 hay là 4 cái luôn ấy. Tiếp theo là mẫu 39. 39 là cái bánh bully này các bác. Cái này bằng sắt ạ. Mẫu này phần lỗ trục ở đây em đo được là 18. Độ dày ở đây em đo được là 23. Mẫu này đường kính là 18 cm nha các bác. Mẫu số 39 này có giá là 100.000. Tiếp theo đây là mẫu 40. 40 là cái nó kiểu cái chân tăng giảm chấn ấy các bác. Cái này bằng sắt nha. Phần đế này còn phần đế và phần trục này của nó sẽ là sắt đặc luôn. Bên trên nó sẽ có cái lò xo để giảm chấn ấy các bác. Mẫu này thì phần trục đo được là phi 35 này. Rất là nặng nha, tại vì nó bằng sắt đặc này. Mẫu này thì tổng chiều cao của nó em đo được là 29 cm. Mẫu số 40 này có giá là 100.000 một chiếc. Mẫu này em đang có 10 cái. Tiếp theo đây là mẫu 41. 41 là mẫu xi lanh hơi này các bác. Bên trên nó sẽ có cái phần đầu khớp như này. Đây, mẫu này thì đầu van ống của nó sẽ là ống 8. Thông số là phi 40, hành trình 180 nha các bác. Cái này nó bị mờ tem này. Này là hàng SMC nha. Đây, mẫu này thì phần ti hơi bên trong này. Ở đây em đo được là 14, hành trình 180, tức là 18 cm nha các bác. Tất cả đầu van ống của nó vẫn còn nguyên. Trong quá trình gửi hàng để đảm bảo an toàn thì bên em sẽ tháo cái phần đầu van này nha các bác, về lắp lại giúp em một chút là được. Mẫu này thì đầu dây cảm biến vẫn còn này, và phần thân của mẫu này nó sẽ là thân bằng inox. Nếu các bác mà có dùng lâu ngày ấy, mình cũng rất là dễ dàng vệ sinh luôn. Nó không như cái hàng nhôm. Cái mẫu này là 120.000 một cái nha các bác. Mua 10 chiếc là chuyển khoản miễn ship. Mẫu này thì hiện tại là đang có mấy cái mà nó không có cái đầu như này này các bác. Bác nào có cần mua thì mình bảo em bán giá là 100.000 nhá. Là nó thiếu cái đầu này này.
Bác xem hình mình vào Zalo em chụp ảnh cho con xem nhé. Tiếp theo là mẫu 42. 42 là cái buli bằng nhôm, à bằng sắt chứ. Này bằng sắt các bác. Mẫu này phần rãnh buli ở đây em đo được là 30, phần lỗ trục của nó là 35 này. Đấy. Đây là mẫu số 42. Này em đang có 2 chiếc đây, có giá là 100 ngàn là các bác sẽ có 2 cái nhá. Rồi đây là mẫu 43. 43 là mẫu xi lanh bàn trượt. Này của nó sẽ kiểu đẩy bằng hơi các bác. Đây đầu van của nó hai đầu đây nhá. Ống nó sẽ là ống 6. Đây, hàng SMC Made in Japan này, nó có cái tem đây. Thông số là 15 × 200, tức hành trình của nó sẽ được là 20 cm đấy ạ. Cái này phần trục bên ngoài đo được là 12 này, phần trục chính ở giữa đo được là 16. Lúc này thì cái phần khung của nó sẽ là khung bằng nhôm nhá. Đây, khung hai bên này bằng nhôm, còn cái phần này bằng sắt rồi. Mẫu số 43 này, có giá là 180.000 một chiếc. Mẫu này em đang có 2 cái đây. Tiếp theo là mẫu 44 ạ. Đây 44 là cái hộp này các bác. Đằng sau nó sẽ có cái mấy cái cổng chân cắm đấy các bác. Đây, cổng chân cắm 3 chân nha. Đây đằng trước này, đằng trước nó sẽ có mấy cái nút vặn này, nút công tắc ở đây. Này không biết nó là cái gì luôn. Bên dưới nó sẽ có cái phần chân đế này. Đây đằng sau nó có cái tem này các bác. Cái này nó giống chữ Hàn Quốc ấy. Đây điện vào là 220V này. Đây em sẽ đo kích thước của nó nhé. Con này bản rộng là 22 cm, chiều dài là 25,5 cm. Số 44 này có giá là 200.000. Đây, mẫu này như em có tầm 4 cái này. Rất là đẹp nha các bác, nhưng không biết là cái gì luôn. Cầm khá là nặng. Rồi tiếp theo đây là mẫu 45. Đây mặt sau của nó này, mặt sau của nó cũng có cái cổng cổng điện vào 3 chân như này. Đây, với cả 3 cái cổng rắc cắm này. Mặt đằng trước đây cũng có một nút công tắc này với cả mấy cái nút vặn như này. Đây. Vùng quanh thì không thấy còn cái không còn cái tem nào nữa rồi. Đây, bên dưới nó phần đế của nó cũng có 4 cái chân đế nha các bác. Bên dưới. Con này bản rộng đo được là 17 cm. Chiều dài là 26 cm ạ. Mẫu số 45 này có giá là 200.000 một chiếc nha các bác. Mẫu này nhưng đang có 2 cái. Tiếp theo là mẫu 46. Là cái mẫu vít me này các bác. Mẫu này của nó là vít me cơ nha. Hai bên nó sẽ có cái phần gối bi này. Đây có sẽ có hai bên nó cũng đều có cái phần đầu trục này nhá. Mẫu này phần đầu trục đo được là phi 12. Phần vít me là phi 20. Đây. Cái này nó có đều có bi nha các bác. Nếu phần gối này mà trong quá trình vận chuyển nó có lỡ bị tụt ra thì các bác nhận hàng lắp lại giúp em nhá. Mẫu này là vít me cơ nha, bắt ren bằng đồng. Bên ngoài nó sẽ có một cái phần mặt bích bằng nhôm như này. Đây. Em sẽ đo kích thước cái phần mặt bích này luôn nhá. Cái này bản rộng là 8 cm, chiều dài của nó là 6 cm này. Cái này thì chiều dài phần ren của cái vít me nhá. Đây để em lắp cái phần gối này vào trước rồi mới đo mới chuẩn được này. Cái này chiều dài phần ren của nó là 60 cm, còn là tổng cả chiều dài phần hai cái đầu trục luôn nhá. Sẽ đo được là 75 cm ạ. Đây là mẫu số 46, có giá là 350.000 một chiếc. Mẫu này các bác nào mua 2 chiếc chuyển khoản bên em miễn ship nhá. Còn đây là mẫu 47. 47 là các bác nào thích hàng bit maybe thì mình chuyển các mẫu này. Ở đầu đây sẽ có một cái phần buli bằng sắt này. Mẫu này phần đầu trục của nó là phi 12. Phần bit me là phi 20. Mẫu này là bit maybe này. Đây, mỗi một chiếc thì nó sẽ có một cái bát ren ở trên đây nha các bác. Mỗi một chiếc nó chỉ có một cái bát ren thôi. Mẫu này thì chiều dài phần ren này, chiều dài phần ren là được 69 cm, còn tổng cả phần buli nữa sẽ được là 78 cm ạ. Số 47 cũng có giá là 350.000 một chiếc. Mẫu này các bác mua 2 chiếc chuyển khoản cũng được miễn ship nhá. Tất cả hàng đẹp nha các bác. Rồi tiếp theo em chuyển qua 48. 48 là mấy cái dây inox này các bác. Cái dây này thì nó có thể uốn cong được nha. Đây, ở đầu đây nó sẽ có các cái đầu van ống như này. Đây, nó có mấy cỡ ấy.
mấy cỡ chiều dài các bác. Còn đâu phần gen này thì nó cùng một loại nhá. Phần gen ở đây là ba mấy đây, nó gần 31 các bác. Đường kính ống bên ngoài đo được là 27. Em sẽ đo cái một cái ngắn nhất và một cái dài nhất nhá. Toàn bộ bằng inox hết ạ. Như cái ngắn này thì chiều dài em đo được là 80 cm này. Còn cái thẳng này, cái thẳng này là được 1 m nha các bác. Đây, ba cái ống này toàn bộ bằng inox và cùng một kích thước, nó chỉ khác nhau một chút về cái chiều dài thôi. Có 48 này của em thì có giá là 200.000 ba cái nha các bác. Đây, inox 304 này, đây trên đây nó có, trên cái phần gen đây nó có ghi nhá, inox 304 đấy, 200.000 là ba cái luôn. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 49. Cái này là cái máy ly hợp hay cái gì đấy, ly hợp hay máy phanh ta, như là máy ly hợp ấy. Mẫu này của nó là điện DC 24V nha các bác, 24W này các bác. Đây bên trên đây nó ghi này, bên dưới nó sẽ có cái phần chân đế như này. Mẫu này phần đầu trục đây, phần đầu trục đo được là phi 12. Này như là ly hợp rồi các bác, ly hợp nha. Mẫu này thì tổng chiều cao từ phần đế đến cái phần thân của nó là khoảng 20 cm. Các bác có cần xem lại cái tem của này của nó thì mình inbox trực tiếp Zalo em chụp ảnh nhá. DC 24V này, mẫu số 49 này có giá là 500.000. Tiếp theo là mẫu 50. 50 là mẫu motor này các bác. Đây, cái này thì cái phần khung của nó sẽ là khung bằng nhôm nhá. Mặt trước nó sẽ có cái phần trục tròn này. À, đây, đối diện đây của nó đây các bác. Cái này nó sẽ có một cái con lăn bằng nhôm và cái con lăn bằng cao su này nó sẽ kết hợp với cái phần đầu trục của cái motor đằng sau đây. Đầu dây điện đây các bác. Đấy. Đây cái motor của nó này. Thông số của motor này 6W, điện 1 pha 220V nha các bác. Đây phần khung mặt bích này của nó bằng nhôm, rất là dày đây, em đo nhá. Cái này độ dày của nó là 1 cm. Đây kích thước này. Cái này kích thước mặt bích của nó là 15 cm và chiều dài của nó là 35 cm ạ. Mẫu này còn rất là đẹp này, motor đẹp và phần khung máy các thứ vẫn còn đẹp nha các bác. Số 50 này của em có giá là 300.000 một chiếc. Mẫu này thì em đang có 3 cái. Tiếp theo chuyển qua mẫu 51. 51 là bộ combo hai cái đèn này. Hai cái đèn thang máy, đầu dây điện đã cắt nha các bác. Đây nó có một cái đầu dây điện ở dưới này. Đây thông số của mẫu này. Mẫu này hàng của Indonesia này. Điện DC 24V các bác. Cái này đèn màu trắng này, không biết là vỏ bên ngoài màu trắng, biết là bên trong đèn thì đấu lên cái màu trắng không. Mẫu số 51 có giá là 100.000, các bác sẽ có hai cái luôn, tính ra có 50.000 một chiếc thôi ạ, giá rất là rẻ nha. Tiếp theo là mẫu 52. Đây 52 là cái bộ trục tròn ạ, này của nó là bộ trục tròn sắt đặc nha các bác. Đây hai phần trục hai bên sẽ là trục sắt đặc, trục tròn phi 16. Phần đế của cái khung bi này của nó sẽ là khung bằng nhôm và bên dưới cái phần màu đen này của nó này, khung bên dưới nó sẽ là khung bằng sắt nha các bác. Phần khung nhôm dày nha các bác. Mẫu này độ dày đo được là 1,5 cm. Đây kích thước phần khung nhôm này, bản rộng là 7 cm, chiều dài thước đo được là 29 cm ạ. Tổng chiều dài phần khung và trục đo được là khoảng 19 cm. Phần trục bi này các bác trơn tru nhẹ nhàng, không hề có bị chặt rít hay dơ lắc đâu. Mẫu số 52 có giá là 150.000 một cái như này nha các bác. Mẫu này thì đang có 10 cái. Bác nào mà thích toàn bộ là khung nhôm thì chuyển qua mẫu 53 giúp em. Mẫu này thì cái phần khung bên trên của bi này là bằng nhôm và phần đế này của nó bằng nhôm luôn nhá. Kích thước thì nó cũng như nhau thôi. Mẫu này độ dày của nó là 1,5 cm. Kích thước bản rộng là 7 cm này và chiều dài của nó là 29 cm. Này phần khung nhôm này, hai bên của nó sẽ là bi nhá các bác. Và phần trục tròn hai bên này của nó cũng là trục tròn phi 16 nha các bác. Phi 16 sắt đặc. Giá thì cũng bằng tiền thôi ạ. Mẫu số 53 có giá là 150.000 một chiếc. Mẫu này hiện tại cũng đang có 10 cái. Bác nào mà mua hết 10 cái chuyển khoản miễn ship luôn nha. Tiếp theo là mẫu 54. 54 là mẫu con lăn này. Này con lăn bằng cao su các bác. Bên trong của nó sẽ có cái phần trục bằng sắt nha. Phần trục đo được là phi 20. Đường kính phần thân con lăn là 48 á. Mẫu này chiều dài phần thân con lăn là 15 cm. Tổng chiều dài cả trục đo được là khoảng 27 cm. Số 54 này rất là mới các bác. Đây, phần cao su đẹp không có sứt mẻ đâu ạ. 54 này có giá là 100.000 một cái. Tiếp theo là mẫu 55. Đây 55 là cái mẫu bên trong này đây. Đây
là cái mẫu con lăn này các bác. Mẫu này thì cái phần khung của nó sẽ là khung bằng sắt nhá, này bằng cao su hay sao đây. Mỗi một cái này nó sẽ có cái đường rãnh này, có cái phần dây này các bác, có trục bi xoay nha. Mẫu này phần thân của nó này, bên ngoài đo được là 32, còn cái phần lớn này đo được là 45. Đây phần khung bằng sắt này, không biết là tháo cái máy gì ra. Đây phần trục bi này, hai cái phần rãnh nó sẽ có hai cái đường dây như này. Mẫu số 55 này, có giá là 100 ngàn một chiếc thôi các bác, giá rẻ quá. Mẫu này thì hiện tại đang có chắc khoảng tầm 10 cái nha các bác. Tiếp theo chuyển qua 56. 56 là cái mẫu này. Đây, một cái này nó giống như cái hộp nguồn hay cái gì đây. Đây mặt trước nó sẽ có cái đèn báo như này các bác. Đằng sau của nó này, đằng sau nó sẽ có cái cổng chân rắc cắm 3 chân, điện 100 đến 240V nha các bác. Đây, phần chân đế hai bên này, không biết là cái gì. Mẫu số 56 này của em có giá là 150.000. Em sẽ đo kích thước của nó này. Mẫu này bản rộng đo được là 14cm, chiều dài là 18cm ạ. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 57. Đây, 57 này. Ở đây đầu đây nó có một cái phần bu li các bác. Cái phần trục bên trong nó bị cắt ngắn rồi này. Nó có bi bên trong nó xoay nha. Phần trục thì nó sẽ là bằng sắt, còn cái phần thân bên ngoài của nó sẽ là bằng inox các bác. Cái mẫu này ngày trước em có bán nhiều rồi đấy, mà nguyên bộ, nguyên zin như nó là 200 hay là 250, 250. Mẫu này thì đường kính bên ngoài của nó là 80 nha các bác. Cái phần này là của nó bằng nhôm. Mẫu số 57 này có giá là 100 ngàn. Đấy các bác nào nghiên cứu thì mình chốt nhé. Tiếp theo đây là mẫu 58. 58 này. Mẫu này cái phần thân này bằng inox ra đây. Không biết là cái hộp số hay cái motor gì đây. Đây đằng sau nó có cái tem này các bác. Điện 1 pha 220V. Đây nó có cái đầu dây điện này. Đây, rất là mới luôn các bác. Mẫu số 58 có giá là 200 ngàn. Hôm nay thì em có một cái thôi, không có nhiều, có một cái thôi ạ. Tiếp theo em chuyển qua 59. 59 thì mẫu này có mấy cái luôn này. Đây, cái này phần khung của nó bằng sắt nhá, phần trục bằng sắt này. Ở đây nó có một cái mặt bích tròn này các bác, nó có các cái lỗ này như kiểu vòi hoa sen luôn ấy. Ở đầu đây sẽ có một cái con lăn bằng kiểu bu li ấy, bu li nó là bằng sắt ấy. Có cái đầu dây cảm biến ở đây này. Đây đầu dây cảm biến này nó đã cắt rồi nha các bác. Đây, con này không biết gọi là cái gì đây. Hôm trước cái mã này về hàng nhưng mà bị thiếu hàng, hôm nay nó về thêm rồi. Bác nào có nhu cầu mua thì mình chốt lại giúp em nhá. Số 59 này, 120.000 một cái. Tiếp theo là mẫu 60. 60 này. Đây là cái mẫu trục bi nha các bác. Đây, ở phần thân nó sẽ có cái phần trục bi như này. Ở đầu đây sẽ có một cái phần bu li bằng nhôm. Đầu van ống này của nó sẽ là ống mấy nhỉ, ống 8. Cái này bằng sắt nha các bác. Còn cái phần thân này của nó sẽ là thân bằng nhôm. Đây em sẽ đo kích thước của nó này. Cái này cái phần thân của nó đường kính ở đây em đo được là nó khoảng 75 nha các bác. Chiều dài cái phần thân màu xám này là được 25cm. Còn tổng cả sản phẩm cả và cái phần van này luôn. Đây em sẽ đo là được bao nhiêu đây. Tổng cả cái phần van này là được khoảng 45cm nha các bác. Mẫu số 60 này, rất là đẹp nha. Nguyên zin luôn, có giá là 300 ngàn một chiếc. Đây các bác, 300 ngàn một chiếc. Mẫu này chắc đang có khoảng tầm 4 hoặc là 5 cái thôi. Tiếp theo là mẫu 61. 61 cái này nó giống như cái đồ liên quan đến cái dầu ấy các bác. Em xem có cái tem nào không. Đây đây, nó có một cái tem ở đây này các bác. Cái tem này nó mờ lắm. Đây. Nó có một cái tem bằng nhôm ấy các bác, nhưng mà tem nó mờ lắm rồi. Cái này nó có cái logo của Hitachi ạ. Này nó giống các đồ liên quan van dầu ấy. Này không biết đo cái gì đây. Đây nó có một cái phần bánh bu li bằng sắt ở đây này. Các bác xem lại hình của mẫu này thì mình inbox Zalo em chụp ảnh lại nhá. Này không biết là đo kiểu gì. Mẫu số 61 này có giá là 350.000. Khá là nặng. Tiếp theo đây là mẫu 62. Là cái mẫu trục tròn này các bác. Đây. Hai bên của nó sẽ có hai cái trục tròn có bi nhôm. Đây phần khung của nó khung nhôm nha các bác. Đây. Ở giữa sẽ có một cái vít me. Hôm nay của nó là vít me cơ nha. Có một cái tay quay này. Tay quay này bằng nhựa. Cái này phần trục tròn đo được là phi 16.
Phần vít me là phi 20 nha các bác. Phần khung của nó sẽ là khung bằng nhôm này. Bản rộng phần khung nhôm là 22 cm. Tổng chiều dài phần khung nhôm đo được là 59 cm, không tính chiều dài phần tay quay nha các bác. Đấy. Phần vít me này quay trơn tru, phần bị thì trơn tru nha các bác. Cái bộ này rất là mới luôn. Trong quá trình vận chuyển để tránh là bị bể vỡ thì em sẽ tháo cái phần tay này ra nhá. Đây nó có con ốc lục giác ở đây này. Tháo ra rất là đơn giản nên về các bác nhận hàng là lắp lại giúp em nhá. Không có gửi nguyên như này là em sợ nó bị gãy mất, tại vì cái tay này nó không gập được. Như cái tay khác là nó gập được xuống thì nó không sợ vỡ, nhưng cái tay này nó không gập được. 700.000 mẫu số 62. Lúc này thì em đang có 3 bộ. Tiếp theo là mẫu 62 là 700 rồi này. Rồi tiếp theo là mẫu 63. 63 là cái bộ dây bi trượt này các bác. Cái này của nó là dây bản 15 nha. Đây. Bản của nó là bản 15 này. Và chiều nghiêng của nó cũng là chiều nghiêng là mười mấy đây. Chiều nghiêng của nó là 16 nha các bác. Trên mỗi một dây nó sẽ có là hai con bi trượt như này. Đây. Kích thước của bi bản rộng là 3,4 cm, chiều dài là 5,7 cm ạ. Đây, chiều dài phần dây này. Chiều dài phần dây là 72 cm. Một bộ như này các bác sẽ có là hai thanh dây và bốn bi trượt, có giá là 350.000. Mẫu này thì cái phần đầu này nó sẽ có cả cái phần nhôm ấy. Này gọi là gì nhỉ? Phần đồ nhôm để bịt lại các bác, để nó chống cái phần di chuyển ra ngoài ấy. 350.000 một bộ như này nhá. Mẫu này em đang có hai bộ đây. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 64. 64 là cái bộ bàn trượt này. Đây, cái phần khung của nó sẽ là khung bằng nhôm nhá. Em để nghiêng cho các bác xem này. Đấy. Mẫu này thì phần bên trên và bên dưới của nó sẽ là khung đế bằng nhôm. Phần nhôm độ dày đo được là 1,2 cm. Còn cái phần dây trượt này, dây trượt này của nó sẽ là bản dây 15. Dây rất là trơn tru nhá, dây kiểu mang cái các bác. Trên mỗi một thanh dây thì nó sẽ có là hai con bi trượt. Nguyên một bộ này nó sẽ có là hai thanh dây và bốn bi trượt nha các bác. Đây, em sẽ đo kích thước này. Mẫu này phần khung bản rộng là được 8,2 cm nhá. Chiều dài phần khung này, phần khung bên trên nhá là được là 80 cm. Phần khung bên dưới này, phần khung bên dưới là 77 cm ạ. Chiều dài phần thanh dây này là khoảng 72 cm. Đây, bộ mẫu số 64 này có giá là 700.000 nha các bác. Đây, phần dây bi trượt này các bác, trơn tru nha. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 65. Là mẫu con lăn bằng inox các bác. Đây, cái này là mẫu 65 này, em đang bày mẫu hai con rồi này các bác. Một đầu em để cái phần em đang để ngược xuôi hai đầu nhá, để cho các bác quan sát được luôn. Một đầu nó sẽ có cái phần bánh nhông đôi như này, một đầu thì nó sẽ không có, nó chỉ có như này thôi. Đấy. Mẫu này thì bên trong của nó sẽ có trục bi xoay này và phần trục bên trong, và cái phần bánh răng bên ngoài đây nó sẽ là bằng sắt. Còn cái phần đường kính bên ngoài, cái phần thân của nó ấy ạ, sẽ là bằng inox nha các bác. Đây, sáng bóng luôn, không lo gì. Đây, em sẽ đo kích thước của nó này. Mẫu này phần trục đo được là phi 15, còn đường kính phần thân này của nó sẽ là phi 60 nha các bác. Đây, phi 60. Kích thước chiều dài phần thân này, mẫu này chiều dài phần thân của nó là được 114 cm. Tổng chiều dài cả trục khoảng 122 cm nha các bác. Mẫu số 65 này có giá là 300.000 một chiếc. Tiếp theo là mẫu 66. 66 mẫu này thì nó dài hơn một chút nha. Đây, bên trong của nó cũng sẽ có trục bi xoay tròn như này. Đây, em cũng đang để một cái ngược một cái xuôi đấy để các bác quan sát nhá. Một đầu nó sẽ có cái phần bánh nhông đôi này, bên này thì không có, bên trong thì đều sẽ có trục bi xoay tròn. Phần trục và phần bánh nhông này của nó cũng là bằng sắt, còn đường kính phần thân của nó này sẽ là bằng inox. Đây, mẫu này phần trục bên trong này, ở đây em kẹp thước đo được là phi bao nhiêu đây, 17 nha các bác. Đây để em, đúng rồi, 17. Và đường kính của mẫu này thì nó cũng bằng cái mẫu 65 là phi 60. Đây, mẫu này đo kích thước này, chiều dài phần thân của nó là 118,5 cm nha các bác, còn tổng cả trục là 125 cm. Mẫu số 66 này kích thước dài hơn, có giá là 300.000 một chiếc nha các bác. Rất là đẹp và mới luôn. Cái lô này này, cái lô con lăn này về cực đẹp luôn các bác. Đảm bảo các bác nhận hàng nữa nghỉ. Cái mẫu 65 và 66 này, các bác nào mua nhiều chuyển khoản bên em miễn ship nhá. Còn ship COD thì các bác tự trả ship giúp em.
tiếp theo đây là mẫu 67. 67 bên trong nó cũng có trục bi này các bác. Và phần trục và phần nhông này của nó cũng là bằng sắt nha. Đường kính phần thân của nó sẽ là bằng inox, cũng là phi phi 60. Các bác đợi một chút nha. Mẫu 67 này của em nó sẽ là chạy bằng điện nha các bác. Điện DC ấy. Đây bây giờ em sẽ đo kích thước của nó trước rồi cho các bác xem cái thông số của cái điện nha. Đây. Cái mẫu này nó cái phần trục là bằng sắt nha các bác. Mẫu này thì phần trục đo được là phi 15 này, cũng đánh nhông đôi. Đánh nhông này của nó là 7 ly nha các bác. Đường kính của nó cũng là phi 60. Đường kính thì một lô này là toàn bộ là giống nhau. Là đều phi 60 hết. Đây. Chiều dài này. Mẫu này chiều dài phần thân của nó nhá. Em đo được là 115 cm. Tổng chiều dài cả trục nó được 122 cm ạ. Đây em quay bên này là quay cho các bác cái điện của nó đây này. Mỗi một chiếc nó sẽ có cái đầu dây điện ở cái bên này nha các bác. Đây. Này của nó là điện DC 24V nha các bác. Nhưng cái này thì bên em sẽ đấu điện kiểm tra cho các bác hết trước khi giao hàng nhá. Đây là mẫu số 67. 67 này của em là hàng điện này thì sẽ có giá là 450.000 một chiếc. Đây. Mẫu này thì hiện tại kho đang có 10 chiếc nha các bác. Mỗi mẫu là đang có 10 chiếc. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 68. 68, 69 này, hai cái mã cuối là sẽ là cái trục bi nha các bác. Này, hai bên nó sẽ có cái bi gối như này. Đây em quay mẫu 68 trước nhá, nó sẽ có một cái phần bánh răng ở đây. À phần bánh bu li ấy. Con này đường kính của nó là được bao nhiêu đây? 18 cm nha các bác. Phần đầu trục. Phần đầu trục của nó là phi 30, còn cái phần trục chính ở đây của nó là 34 nha các bác. Đây, cái mã bi của nó cái bi gối này này. Đây, hai bên mỗi bên sẽ có một cái bi gối như này, mã bi của nó là 205 nha các bác. Ở đầu bên này nó sẽ có một cái phần gen. Đấy. Rất là to này. Mẫu số 68 này có giá là 250.000. Em sẽ đo tổng chiều dài của nó nha. Cái này tổng chiều dài của nó khoảng 92 cm ạ. Tiếp theo đây là mẫu 69. 69 thì nó cũng cùng kiểu giống như mẫu 68 các bác. Nó sẽ có thêm một cái chút đồ ở bên trên này các bác. Đây. Nó có cái phần gen vặn ở bên trên kia nhá. Còn đâu phần kích thước này các thứ đều giống nhau hết, đều là mã bi 205 này, kích thước, chiều dài và cái phần này cũng đều giống nhau. Mẫu số 69 này có giá là 300.000 một chiếc. Hai cái mẫu này hình như là mỗi mẫu đang có là hai cái đấy các bác. Các bác có cần xem lại hình ảnh của mẫu nào thì mình cứ inbox trực tiếp Zalo em chụp ảnh lại cho các bác xem nhé. Rồi em xin kết thúc video ở đây ạ. Hẹn tất cả kênh các chú ở những video tiếp theo. Các bác xem video thì cho em xin nút like, nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông báo để luôn theo dõi cập nhật được những video mới bên em đăng lên kênh mỗi ngày ạ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video lần sau nhé.